Nhân chuyến công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn tiểu ban văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, huyện Long Điền. Cùng đi với đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, đoàn tiểu ban văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các sở ban ngành cùng 32 thương binh, bệnh binh, người có công và cán bộ nhân viên tại trung tâm đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt đoàn công tác của Trung ương, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã ân cần thăm hỏi động viên các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe. Dịp này, đoàn công tác Trung ương và tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng nhiều phần quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất. Đặc biệt, cá nhân ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng 50 triệu đồng cho các thương bệnh binh và cán bộ tại trung tâm.